việc làm tình nghĩa, là đạo lý của người cùng dòng họ đối với tổ tiên nòi giống. Thờ cúng tổ tiên, chăm lo việc họ là một nét đặc sắc thuộc văn hóa truyền thống của con người Việt Nam. Ai cũng biết, có tổ tiên mới có cụ kỵ, có cụ kỵ mới có ông bà mới có bố mẹ mới có mình. Ai cũng biết công lao sinh thành, dưỡng dạy, phù hộ độ trì của các thế hệ đi trước là vô cùng to lớn. Đất nước ta trải qua hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Lịch sử dân tộc cũng như các dòng họ có lúc suy, lúc thịnh. Để tồn tại và phát triển được như ngày nay, các dòng họ đều đã đóng góp không biết bao nhiêu mồ hôi, công sức và cả xương máu của mình cho đất nước nở hoa độc lập, kết quả tự do. Vì thế, từ trong tâm khảm của mỗi người, dù nói ra hay không nói ra, ai cũng muốn mỗi dòng họ có được một ngôi nhà để thờ các bậc tiên linh tổ phụ. Nhà thờ họ là mái nhà chung, là nơi để hàng năm con cháu các thế hệ về làm lễ dâng hương tạ ơn tiên tổ. Nhà thờ còn là nơi hội họp của dòng họ, bàn kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế sách giáo dục con cháu sống có đạo lý, hòa hợp với cộng đồng, vươn lên không ngừng trong cuộc sống. Ẩm thủy tư nguyên, uống nước phải nhớ đến nguồn. Mộc xuất thiên cho do hữu bản, thủy lưu vạn phái tổ tông nguyên. Cây mọc nghìn cành nhờ có gốc, nước chảy vạn nơi bởi có nguồn. Vì thế thờ cúng tổ tiên là nghĩa vụ của mọi người trong cùng một dòng họ. Bất cứ thời nào, khi đất nước thanh bình, điều kiện cho phép, thì con cháu phải có nghĩa vụ xây dựng, tu tạo lăng mộ tổ tiên, nhà thờ họ. Coi đây là nghĩa cử, làm người là việc thể hiện lòng tri ân của các thế hệ sau đối với tiên linh tổ phụ của mình. Là thành viên của dòng họ Đức Tộc và những thành viên của ngày 5, ngày 2 Đức Tộc hôm nay, chúng tôi cảm thấy vinh dự và có phần xúc động. Vì thế hệ hôm nay đã biết trân trọng đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhớ về tiên tổ. Hai chữ cội nguồn nghe sao nó sâu lắng và thiên nhiên đến thế. Đúng vậy, cây có gốc mới nở cảnh xanh ngoại, nước có nguồn mới có biển rộng sông sâu. Các thành viên của cánh ta hôm nay luôn trân trọng đạo lý uống nước nhớ nguồn, hướng về tiên tổ, đồng hành và chấp hành mọi quy định của dòng họ, ngành tộc và lãnh tộc, tham gia tu bổ tổ đường, nhà tổ, xây dựng lăng mộ cho tổ tiên, lãnh tộc. Và mới đây thôi, mặc dù còn khó khăn, song lãnh năm đi tổ đã đoàn kết với tinh thần lá lành đùm lá rách, cùng nhau vun sới cho tổ ấm của ngách tộc ngày một bề thế hơn. Ngách tộc hôm nay với cô tổ Đinh Tông Quý Thị tính đã đến nay đã có đến đời thứ 9, với hàng trăm đầu đi, với hàng long bảy mươi góc nhà, bên cạnh biết bao nhiêu điều tốt đẹp, song vẫn còn có thành viên vẫn còn coi thường, lưu coi thường
gian lận, lừa đảo với tổ tiên, xong vẫn biết rằng tổ tiên cũng rộng lòng mà lượng thứ để tạo điều kiện cho quán đấu xa gần anh em trên dưới được có cơ hội nhìn lại chính mình và được cùng nhau thắp nén nhang thành kính dâng lên tiên tổ để bày tỏ công ơn với các bậc tiền nhân với đấng sinh thành. Do vậy mà ngày năm đinh tộc hôm nay thực hiện nghi thức dỗ bỏ mở đầu về dỗ bỏ hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía khách mời của các cụ, các ông bề trên đại diện cho các lãnh, các chi của các trưởng chi đại diện cho các ngánh trong dòng họ, có các vị đại diện cho các đồng theo dỗ tại bếp trưởng hôm nay. Ngoài ra còn có các cô gái, các bà cô, các cô gái, các cháu gái và các tế thần của ngánh tộc cũng được về dự hôm nay. Và vinh dự hơn nữa là hôm nay đoàn tế của đinh tộc đã về đây dự và thực hiện nghi thức bái yết tiên tổ và thực hiện nghi thức tế cho cụ tổ một tuần tế yến. Sau cùng không biết nói gì hơn, thay mặt cho ban tổ chức dỗ tổ ngánh tộc ngành ngánh năm đinh tộc, tôi xin trân trọng gửi đến quý vị đại biểu khách quý, đến các quý cụ, quý ông bà, cô bác và đại gia đình ngãi ra sức khỏe, đoàn kết, hạnh phúc và thành đạt. Chúc con này dỗ tổ năm nay mùng 10 tháng 5 2017 thực sự là ngày vui, là ngày đoàn viên lớn nhất của ngãi ra. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
Bắt
cương quá chúng đến ngàn vàng, công lao sinh thành hướng phục, cảm mình cao huyết thông vì ngã, chư vinh tất cả âm tiếp, thu hồi tổ cứu nguyên trần thế. Vinh tất cả hóa, tự quy đức kính tiếp an thần, cung trần bạc điện, thức biến thành tâm, phang thành tự đại âm ni, linh vị tiền. Kinh trị thượng thượng, thượng cao tổ áo đình quý thánh, tự xuân mãn, cố tế tàng thị trinh, hiệu tử linh, chân linh vị tiền. Kinh trị thượng, cao cao tổ áo, giám sinh hiệu sinh thập lý hầu, vũ thiên sinh đình quý công vũ đức nghiệp, chân linh vị tiền. Kinh dĩ tổ tế trần thị sư hiệu từ quân, thứ tổ tế nguyễn thị sư hiệu từ lữ, chân linh vị tiền. Thượng cao cao tổ khảo, đình khắc kế tự huyền trung, tổ tế hà thị thiện, chân linh vị tiền. Kinh dĩ thượng thượng cao cao tổ khảo, đình công liêu tổ tế giang thị cứu, chân linh vị tiền. Đường thúc ba kinh dĩ đệ nhất trì thượng cao, hậu thần đình công nguyên, đệ nhị đình quý công, tự phúc thăng tổ tế ngô thị hồ hiệu từ thuận, đệ tam chi đình quý công, tự đức thương tổ tế nguyễn thị hàn, thứ tổ tế hoàng thị hồ hiệu từ lý, đệ ngũ chi đình huy dương, tự phúc ca tổ tế nguyễn thị kiều, thứ tổ tế hoàng thị ngó hiệu từ khó, đệ lục chi đình huy tùy, tự hiểu được tổ tế nguyễn, tổ tế nguyễn thị người hiệu từ tài, tổ cô đình thị diệm, đình thị trang, đình thị tiệu, chân linh vị tiền. Kinh thị cao tổ áo, đình quang huy tổ tế bùi thị thang, thứ tổ tế đỗ thị vương, chân linh vị tiền. Kinh dĩ cao cao đình văn tuân, tự hiểu toàn có thế bùi thị nhã, chân linh vị tiền. Kinh dĩ cao cao tổ cáo đình văn kháng, kinh dĩ cao cao tổ cáo đình cao cao tổ cô đình thị tuyền, đình thị tiến, đình thị bá, đình thị bởi, đình thị tựa, đình thị ngược, chân thị tiền. Kinh dĩ tầng tổ khảo, đình huy vang, tổ đế nguyễn thị duyên. Kinh dĩ tầng tổ khảo, đình văn tĩnh, tự đức minh tổ đế mạc thị ơi, thứ tổ đế hoàng thị đán. Kinh dĩ tầng tổ khảo, đình văn kinh, đình văn quyết, đình văn tham, tổ tu, đình văn tăng, đình thị đi na, đình thị nùng, đình thị na, đình thị mặn, đình thị bá, chân linh vị tiền. Kinh dĩ tăng tổ khảo, đình văn bào, tổ thị nguyễn thị vật, chân linh vị tiền. Hóa cộng thượng thượng cao cao tổ thao, hóa cộng huyền tôn phúc ba huynh đệ, vô đi tỷ muội hữu danh vô hiệu, hữu hiệu vô danh, lội ngoại cùng cung kính
khó trở về thần tài hướng minh tâm đức nhất tuần sơ yến thị tuần a yến tam tuần trung yến chấp lễ chấp bái chấp kêu chấp cầu bảo hộ toàn cả ở linh tộc cầu tài cầu lộc đất lộc của đồng nam ra của nhà nam lên công thương dược bền sức khỏe bình yên con cháu thảo hiền thông minh thành đạt cảnh cao. Sự quan niệm âm phủ dương trợ, dù làm việc gì, dù cố gắng bao nhiêu, nhưng tiên linh tổ phụ không phù hộ độ trì thì cho dù thành công đến mấy cũng không trọn vẹn. Vạn đại càn khôn hưng kiến tạo, cửa tiên nhật nguyệt đức lưu quang. Muôn đời khi hưng thịnh phải lo xây dựng tu bổ nhà thờ họ, việc làm ấy sáng mãi tới chín phương trời. Chúng ta sẽ thấy có lỗi với lương tâm khi khối óc con tim ta còn biết nghĩ đến điều phải trái,
biết mưu cầu hạnh phúc cho đời ta mà quên việc tri ân tiến linh tổ phụ, quên đi nghĩa vụ với dòng tộc, với cộng đồng làng xã. Toàn thể họ tộc quyết tâm chung tay góp sức xây dựng nhà thờ họ là để mỗi khi Tết đến xuân về, mỗi khi giỗ tổ, con cháu cùng về đây thắp hương lễ tổ, cho tâm mỗi người chúng ta trong sáng hơn, sống có đức hơn, có trách nhiệm hơn với dòng tộc, với làng xã. Cùng dòng tộc làng xã chung xây dựng một nếp sống mới ngày càng có văn hóa hơn, thân thiện hơn, ấm no, hạnh phúc hơn.